Trước nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến tuổi nghỉ hưu của lao động nữ, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa cho biết sẽ tiếp tục đề xuất tăng độ tuổi nghỉ hưu của nữ giới trong một số điều kiện làm việc nhất định. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đối với những điều kiện làm việc thuận lợi như ở cơ quan hành chính sự nghiệp, Bộ này sẽ tiếp tục có đề án để trình nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ bằng độ tuổi của nam giới hiện nay, tức là 60 tuổi. Tuổi nghỉ hưu hiện hành thực hiện từ năm 1960 cho đến nay không điều chỉnh, trong khi các nước đã điều chỉnh khá nhiều, ở nơi tuổi nghỉ hưu lên tới từ 65 đến 67 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ bình quân người Việt cũng đã tăng nhiều so với năm 1960. Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là ở góc độ đó. Cách đây vài năm, ngành lao động từng đề nghị nâng độ tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ và cả lao động nam, nhưng hầu hết các đại biểu Quốc hội đã không đồng tình. Nhiều ý kiến cho rằng nâng độ tuổi nghỉ hưu sẽ làm giảm cơ hội của người trẻ.